quý vị khi mà nhắc tới người cao tuổi thì chúng ta thường nghĩ tới hình ảnh đó là họ sẽ được nghỉ ngơi và vui vẻ bên con cháu. Thế nhưng mà tại Hàn Quốc thì cứ 3 người trên 64 tuổi thì có một người vẫn đang làm việc và tỷ lệ này cao nhất trong số các nước thuộc tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD. Theo báo cáo của OECD trong năm 2020, có 34,1% người Hàn Quốc từ 65 tuổi trở lên vẫn đang làm việc, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước đó. Đây là tỷ lệ cao nhất trong số 33 quốc gia thành viên OECD và gấp hơn 2 lần mức trung bình 14,7% của tổ chức này. Các chuyên gia cho rằng chính phủ Hàn Quốc nên tăng cường các chương trình hỗ trợ để giúp đỡ những người đã nghỉ hưu. Nhiều chuyên gia cho rằng tỷ lệ việc làm của người cao tuổi tăng do chính phủ tạm thời tăng các vị trí việc làm cho người cao tuổi sau đại dịch Covid-19, nhưng những công việc mà chính phủ đưa ra cũng không thực sự giúp nhóm người này đủ trang trải cuộc sống.